Xin chào tất cả các bạn ha. Thì xe điện VinFast đó, khi mà các bạn sử dụng lâu dài thì nó rất là hay xảy ra cái trường hợp này ha. Khi mà các bạn sạc á ha. Khi mà lúc đầu các bạn cắm sạc á, thì nó vẫn báo á, là đang sạc. Nhưng mà khi mà đang sạc á, là cái đèn đỏ này nó nổi lên đúng không? Nhưng mà sau khi sạc xong rồi á thì cái đèn đỏ này nó sẽ chớp nháy. Mình không biết là nó bị gì, nhưng mà cái lỗi này nó không ảnh hưởng các bạn, tại vì khi mà nó chớp nháy vậy là thì pin nó cũng đầy rồi, cho nên các bạn có thể rút điện ra và đi làm bình thường ha. Thì cái lỗi này nó xuất hiện rất là nhiều lần rồi, mình thấy không có ảnh hưởng gì, cho nên để gì đi luôn, tại vì nó đáng lẽ là đầy pin nó phải báo đèn xanh mới đúng. Thì khi mà các bạn gặp lỗi đó thì sạc pin á, thì nãy mà nói nó vẫn báo đầy ha, nhưng mà khi mà các bạn mở chìa khóa lên là nó không có lên, thấy không? Nó đen thui luôn. Thì bây giờ các bạn sẽ mở cốp ha, các bạn mở cốp rồi các bạn tắt cái nút pin này đi ha. Thì các bạn tắt khoảng 30 giây gì đó các bạn mở lại. Đó. Các bạn bật chìa khóa lên. Đó, thì bây giờ nó sẽ lên rồi ha. Và pin là 100% luôn ha. Đó. Rồi, ok, cảm ơn các bạn ha. Tại vì cái lỗi này xuất hiện nhiều lần quá rồi nhưng mà nó cũng không ảnh hưởng, cho nên mình làm cái clip cho các bạn ha. Cho các bạn biết cách mà xử lý ha.